Cựu tư lệnh cảnh sát biển tham ô 50 tỷ bị truy tố đến khung tử hình. Dự kiến ngày 31 tháng 5 năm 2023, Tòa án quân sự thủ đô sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Sơn, trung tướng, cựu tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam về tội tham ô tài sản. Hầu tòa cùng với ông Sơn còn có 6 bị cáo khác là Hoàng Văn Đồng, trung tướng, cựu chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Doãn Bảo Quyết, thiếu tướng, cựu phó chính ủy, Phạm Kim Hậu, thiếu tướng, cựu tham mưu trưởng, Bùi Trung Dũng, thiếu tướng, cựu phó tư lệnh, Nguyễn Văn Hưng, đại tá, cựu phó tư lệnh và Bùi Văn Hòa, thượng tá, cựu phó phòng tài chính. Theo cáo trạng, năm 2019, bị cáo Nguyễn Văn Sơn đã chỉ đạo cùng các đồng phạm thực hiện rút ruột 50 tỷ đồng từ ngân sách mà Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phân bổ cho Cục Kỹ thuật để mua sắm vật tư thiết bị. Khi nhận được số tiền này, ông Sơn chia cho mình và 4 cấp dưới là Đồng, Hậu, Quyết, Dũng, mỗi người 10 tỷ đồng. Sau khi vụ án được phát giác, nhóm các tướng lĩnh nói trên đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận được. Nếu như bị kết tội tham ô tài sản theo khoản 4, điều 353 Bộ luật hình sự thì khung hình phạt cao nhất mà các bị cáo có thể nhận là tử hình. Trong đó, ông Sơn đóng vai trò là chủ mưu, khởi xướng, chỉ đạo cho cấp dưới thực hiện, cho nên phải chịu trách nhiệm chính. Hiện vẫn chưa thể kết luận được điều gì, cho nên là chúng ta hãy cùng chờ đợi phán quyết chính thức từ tòa án nha. Thông tin về vụ việc này sẽ được Thư viện Pháp luật gửi đến các bạn trong các video tiếp theo.